Xin hân hoan chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Việt Lê nha. Và chào mừng quý vị đến với buổi livestream của kênh Việt Lê Cuộc Sống Đẹp. Bữa nay là livestream ở bên ngoài, nó hơi ồn, mời cả nhà ơi thông cảm nha. Xe cộ nhiều nên ồn. Trường Lan hiện tại thì ở sao hơi đông. Em đi bên sạc cái điện thoại cái đã cả nhà. Vừa livestream vừa sạc thôi nó có nổ không trời. Nhưng mà giờ không like là một hồi là không có cơ hội like luôn á. Ok. Thì lời nói đầu tiên Việt Lê xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào thân thương cũng như là trân trọng nhất đến quý cô chú ông bà cô bác nha. Thưa quý vị, thân tâm an lạc, gặp nhiều may mắn và tràn niềm vui, tiếng cười và thật nhiều sức khỏe. Rồi. Đó, và sẽ bằng lên gì dễ chia sẻ nè, cho nó thoải mái nha. Đừng ai nói là Việt Lê không giữ ý chuyển tứ, khổ chết luôn nè. Còn gì chia sẻ nó thoải mái. Giờ bà cả nhà chia sẻ giúp em. Chào chị Anna Trần. Ủa mà có ồn dữ không chị Anna? Còn nghe cái tiếng của em không? Quan trọng nhất là có nghe cái tiếng của em hay không thôi ạ. Ồn thì em biết chắc chắn là nó ồn rồi đó. Hơi ồn mà. Hơi ồn mà. Hơi ồn là em chịu rồi, tại vì nó kế lên bên lỗ lớn luôn á. Hay là mình đi vô trong cái bàn ở trong đó ta. Cái bàn ở trong giường trúc á. Hay là em di chuyển vô cái bàn ở trong cái hàng trúc. Nó bớt ồn hơn xíu. Em di chuyển vô cái bàn ở bên trong cái nha. Đó, đi là phải cặp nét sắp đi nè đó. Rồi cần phải là đó, cầm lên thêm cái cây này nữa, cái cây livestream. Rồi đợi em tí xíu nha. Nhưng mà nó hơi ồn, mất công rồi. Ví dụ mà có xe tải, xe này xe nọ chạy ngang á, cái nó ồn. Rồi là quý vị theo dõi cái luồng like nó không có được thoải mái. Em di chuyển vô trong. Chị tắt cái quạt giùm em cái nghe chị. Cái chỗ cái quán này em nói thật với cả nhà, cái view nó đẹp dữ lắm luôn. Chị cắt quạt giùm em nha chị. Để em tự dời được rồi. Đó, quý vị thấy không? Trời ơi, view nó đẹp nè. Chị thấy không? Đó. Ở sau là view cực kỳ đẹp. Thôi em dời vô đây đi ha. Em về vô đây được rồi. Ở cổng thì có nhà, ở trước thì có xe. Thôi em ở đây là được rồi. Em tới đây là được rồi. Em ngồi ở đây là ok rồi. Chứ giờ ở đằng sau thì có nhạc sống, ở trước thì có tiếng xe. Đẹp chứ. Em chọn quán mà đương nhiên phải đẹp rồi. Quán này là quán của một người cô. Quán đây là bao ngon luôn, bao nước cũng ngon mà view cũng đẹp nữa thiệt. Chị nhân viên phục vụ thì rất là dễ thương. Đây điện thoại em đang sạc nè. Nên nó hơi khó. Ok. Ok được rồi đó. À, cũng gần. Cũng gần cái chỗ em đang ở. Nhưng mà xa cái chỗ làm việc của em nha. Chỗ làm việc của em là ở gần thành phố. Còn cái chỗ này là cái chỗ mà em vừa quê chơi. Năm nay nền kinh tế nó xuống rồi em cũng ít hoạt động về du lịch. Năm sau làm tiếp, năm sau làm lại qua Tết rồi đẩy mạnh cái làm lại. Với sẵn ở đây em đang làm một cái content về chuyên đề lăng sư rồng. Nên ở đây quay, tại vì đoàn lăng của em là ở đây. Đó. Rồi ok. Tức là cái cục sạc điện thoại này giờ kéo xuống nữa thì nó lại không được. Đó. Rồi ok. Rồi cả nhà chia sẻ giùm em nha. Em chào chị Thủy Vũ.
Chào Bao Lê. Em vô YouTube. Em chia sẻ cái nha cả nhà. Cả nhà cũng chia sẻ giúp giùm em luôn nha. Mấy bữa nay không thấy Nam Gâu em à, anh Nam Gâu hiện tại bây giờ ảnh đang có khá là nhiều công việc lu bu. Ngày hôm qua em cũng điện hỏi thăm ảnh rồi. Thật ra là anh Nam Gâu không phải là gì hết. Ảnh cảm thấy ảnh đang buồn. Ảnh buồn cho cái thế thái nhân tình này. Ảnh buồn cho cái vấn đề đó là tại sao mà cái con người mà có thể là ăn nói 80 lời hãm hại đồng đội, đâm sau lưng đồng đội như thế, trong khi đó là bản thân ảnh chơi rất là tốt với người ta, là ngược lại người ta thì lại chơi xấu với ảnh. Cái thứ hai nữa là quý vị tại biết là tại sao mà anh Nam Gâu không nói về cái vấn đề Yến nữa hay không, ảnh không nói về những cái vấn đề xoay quanh Thiền Am nữa hay không. Hai hôm nay là ảnh ngồi ảnh suy nghĩ và ảnh cũng có tâm sự, cũng như là ảnh cũng thương người Thiền Am. Bằng chứng chứng minh đồ này nọ các thứ ảnh đã đưa ra hết rồi, bây giờ càng nói nữa thì càng ảnh hưởng người Thiền Am thôi, nên ảnh quyết định là ảnh không nói nữa, mặc xác cho người ta là vùi dập ảnh. Người ta tấn công ảnh như thế nào đó là chuyện của người ta. Ảnh nói là bây giờ là bằng chứng cũng như là những cơ sở dữ liệu ảnh đã đưa lên hết rồi, tin hay không tin là tùy khán giả thôi. Mà khán giả tiếp tục u mê thì thôi thoải mái, cứ tiếp tục u mê đó. Ảnh chỉ là có thể là nói như bao nhiêu đó thôi. Bây giờ nói hơn nữa thì lại xấy sâu vào người Thiền Am. Mà người Thiền Am có một cái mong muốn, cái mong nguyện, cái mong muốn cũng như là cái ước nguyện của người Thiền Am từ trước giờ là hy vọng rằng đừng lôi họ vào cái thị phi cá nhân đó. Thì anh Nam Gâu hiểu được cái điều đó, và anh Nam Gâu trải lòng của mình cũng như là thương người Thiền Am mà, thì miễn sao thôi, mình đã đính chính xong rồi, mình đã đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch rồi thì thôi, mình đâu cần thiết phải nói đi nói lại nhiều lần để mà vô tình kéo Thiền Am vào trong cái chuyện thị phi này nữa đó. Thì một cái người thương Thiền Am thật sự nó phải là như vậy, chứ không phải là hở cái là Thiền Am, hở cái là Thiền Am lôi Thiền Am lôi Thiền Am lôi Thiền Am ra hoài thì nó thật sự buồn, buồn lắm, buồn đó. Nó lôi ra hoài như vậy thôi, mình không phải là thương người Thiền Am. Thí dụ giống như cái câu chuyện có sách mách có chứng, thì bây giờ ảnh đã có những cái chia sẻ rồi, ảnh có bằng chứng đưa lên vậy rồi, mà còn không tin nữa thì mình nói gì mà tin nữa giờ. Bây giờ thậm chí bây giờ thí dụ mà quý vị chia sẻ cho quý vị những cái bằng chứng như thế, và cũng như đưa ra những cái lời nhận xét, lời bình luận và cũng lời phản biện đưa ra hết toàn bộ rồi, mà bây giờ quý vị không tin mà quý vị quay ngược lại, quý vị xúc phạm chửi mình á, mình khuyên người ta, mình đưa ra cái bằng chứng như vậy để cho người ta có cái góc nhìn, một cái sự thật, mà người ta không tôn trọng mình, người ta không cảm ơn mình nữa, mà người ta còn quay lại người ta chửi mình nữa, thì thôi kệ, ai u mê thì cứ u mê chứ giờ biết nói thì sao, đúng không? Theo con trai, theo em trai thì thế nào là con nuôi và là con ruột? Theo mình nghĩ thì chỉ thầy ông nội và pháp luật Việt Nam biết rõ nhất nhé, còn chúng ta thì không nên khẳng định. Em nói ở đây là con nuôi, ở đây là em nói đến Tú, Lê Thanh Minh Tú. Còn nếu mà nói Tú là con ruột hay là cái này của thầy ông nội là sai. Con Tú chỉ là con nuôi của thầy ông nội thôi. Đó, là đệ tử của thầy ông nội. Thì hồi lúc trước em với Tú á, cũng có những cái hiểu lầm. Và nói thẳng ra là em bản năng em hiểu lầm Tú, vì tin vào những cái lời chia sẻ của một số người. Đó, lời chia sẻ của một số người nên có hiểu lầm Tú. Và thế là có những cái bài phản biện Tú.
Thì ở một video Việt Lê đã xin lỗi Tú rồi. Thì video này Việt Lê cũng xin lỗi Tú, tại vì Việt Lê ngày hôm nay Việt Lê nói về Tú, thì Việt Lê xin lỗi Tú về cái vấn đề hồi lúc trước. Việt Lê có những cái bài phản biện về Tú, và Việt Lê sẵn sàng cam tâm xóa những cái clip mà nói về Tú đó, ẵng ẵng nó đi đó. Thì Việt Lê đã làm, và lời xin lỗi Việt Lê cũng đã nói 2-3 lần ở trên những cái luồng live, và cũng có nói chuyện riêng với Tú, thì Tú cũng nói không có sao anh, thông cảm bỏ qua hết. Thì hồi lúc trước á, là Tú cũng có những bài chia sẻ phản biện Việt Lê, cũng có những cái câu từ mà nói Việt Lê, thì Việt Lê cũng nói thật câu á, là mình bây giờ mình mới suy nghĩ lại, tại vì mình hiểu lầm người ta, mình nên mình phản biện người ta mới dùng những cái câu từ nói mình. Thì thôi nói qua nói lại thì quan gia nên giải không nên kết, và giờ cũng đã hiểu ra hết tất cả mọi việc rồi, và mọi chuyện nó đã sáng tỏ rồi, thì quan gia nên giải không nên kết là như vậy. Và nếu mà người thương người thì ngam, bản thân Việt Lê thương rất là thương cụ Lê Tùng Vân, thì con nuôi của cụ thì mình cũng vẫn thương. Nếu mà đã giải tỏa ra hết được cái sự hiểu lầm rồi á thì mình vẫn thương bình thường, và trước đó thì Việt Lê cũng vẫn thương Tú chứ không phải là không thương. Nhưng mà tại vì Tú hồi đó có những cái phát ngôn ở trên mạng xã hội, thì Tú cũng nói là có những cái phát ngôn ở trên mạng xã hội em hơi quá đà, Tú cũng nói như vậy mà. Có những cái Tú nói là có những cái phát ngôn là Tú hơi quá đà, có những cái phát ngôn Tú hơi hơi thiếu thiếu tế nhị đó, bởi vì có những anh em dặn nên góp ý Tú đó, thì Tú cũng có nói như vậy. Riêng bản thân Việt Lê thì mình hiểu lầm Tú là một cái sai rồi, mình phản biện Tú vì cái sự hiểu lầm là cái sai nữa, nhưng mà bây giờ thì đã giải giải tỏa được cái sai đó và giải tỏa được cái sự hiểu lầm đó, thì anh em vẫn giao lưu bình thường. Minh Tú không thật lòng nói nhé, Việt Lê còn sẽ ngỡ ngàng nữa, không ai tin mình bằng mình tin mình nhé. Thì Việt Lê, bản thân Việt Lê là phải đặt niềm tin cho bản thân của mình rồi, còn riêng mà cái chuyện nào ra chuyện đó, đối với con là như thế đó, chú Thuận quan chặt chào chị Thảo Ly nha. Đối với Việt Lê là như vậy, chuyện nào ra chuyện đó. Thí dụ bây giờ Tú chưa làm sai gì với Việt Lê đó, thì Việt Lê không có cái gì mà gọi là để mà phản bác Tú được nữa, mà bản thân Việt Lê lúc trước là có sự hiểu lầm Tú nữa đó. Thì cái chừng nào mà xảy ra cái chuyện nào đó mà ảnh hưởng, như là có những cái gì đó Tú mà làm ảnh hưởng tới Việt Lê á, thì lúc đó mình tính sao, còn bây giờ không có thì mình nó không có thôi, chứ sao giờ chú đó. Con biết thật sự con thì không có lời hoa mỹ, hoặc là không có lời đẹp như là anh Tiến Dũng, cũng không có thể nào mà chửi có duyên như anh Nam Gâu, cũng không thể nào mà phản ánh mạnh mẽ mà kiểu như là trên mạng xã hội. Thì con thì kiểu như là lên livestream thì nghĩ sao nói vậy, bởi vì con bị nói hoài mà, làm gì Việt Lê nói vòng vòng tam quốc diễn nghĩa như vậy, là tại vì mình không có dựng kịch bản trước, mình không có nói gì trước. Ví dụ cái chủ đề ngày hôm nay nói về Tú thì mình có những cái suy nghĩ gì về Tú thì mình nói ha. Đó. Dạ cảm ơn Nguyễn Trăng rất là nhiều. Chào Bibi Lư nha. Bây giờ trước tiên Việt Lê đi vào cái vấn đề này, thì Việt Lê hỏi quý vị một câu như thế này, là quý vị có sợ bị chửi cùng với Việt Lê không? Quý vị hỏi thật, trước khi đi vào cái câu chuyện và cũng như trước khi đi vào cái vấn đề chủ đề ngày hôm nay, cho Việt Lê hỏi một cái vấn đề, quý vị có sợ bị chửi với Việt Lê hay không? Tại vì Việt Lê biết khi mà Việt Lê chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay, thì Việt Lê biết là từ đây tới chiều hoặc là thời gian tương lai sắp tới là Việt Lê sẽ bị tấn công dồn dập. Mà khi mà Việt Lê bị tấn công dồn dập như vậy, khán giả vào ủng hộ cho Việt Lê thì khán giả cũng sẽ bị chửi theo Việt Lê. Thì quý vị có sợ hay không? Nếu mà quý vị nói là không sợ thì Việt Lê tiếp tục chia sẻ. Còn quý vị nói là sợ á, thì Việt Lê cũng chia sẻ, nhưng mà quý vị có thể núp lùm, không cần phải comment lên. Nếu mà quý vị sợ á, đó thì không sao cả. Quý vị cũng có thể là núp lùm, hoặc là quý vị có thể là cũng không nghe cũng được. Còn riêng Việt Lê thì Việt Lê nói thật là nếu mà quý vị không sợ thì Việt Lê cùng với quý vị đi sâu vào cái câu chuyện này. Tao bị chửi 3 tháng nay rồi Việt Lê nha. Không có gì phải sợ nha em. Ok. Không, chị sẽ ủng hộ và đồng hành cùng với em. Cảm ơn chị Quỳnh Thị. Chị Thảo Ly. Chị Thảo Ly là bị chửi là một niềm vui, đúng. Đối với em là bị chửi là một niềm vui, tại vì khi người ta chửi mình, người ta sẽ gánh cái xui xẻo của mình, người ta chửi mình là người ta sẽ gánh đi cái nghiệp của mình. Đó là một niềm vui. Đó. Vậy giờ là khán giả không sợ đúng không? Thì em mới đi vào chia sẻ. Đó là Tú
con nuôi của cụ Lê Tùng Văn, con nuôi của thầy ông nội, hiện tại bây giờ đang gặp nguy hiểm. Em nói thật sự bây giờ là đang gặp nguy hiểm đó. Dồn dập ba cái câu chuyện dập vô tú. Một câu chuyện 85 triệu, hai câu chuyện 200 mấy chục triệu, thứ ba là câu chuyện, là cái câu chuyện mà đang lùm xùm và cãi qua cãi lại đấy. Mà cái câu chuyện cãi qua cãi lại thì thôi mình không đề cập, tại vì cái chuyện đó là chuyện cá nhân mình không đề cập rồi. Còn cái sự kiện xã hội hiện tại bây giờ đang nổi đình nổi đám, nổi trội nhất là cái câu chuyện 200 mấy chục triệu và cái câu chuyện 85 triệu. Thì hồi đó thì mình không biết cái, bây giờ mình sẽ nói về cái câu chuyện 85 triệu trước nha. Thì hồi đó mình không có nắm gõ về cái câu chuyện 85 triệu thì thấy cái bill thấy vậy rồi. Ở thấy cái bill là thấy vậy vậy vậy. Và bản thân Việt Lê trong cái câu chuyện 85 triệu giai đoạn đầu tiên Việt Lê cũng bị là lùa gà luôn. Việt Lê cứ nghĩ tại sao người ta gửi về cho Thiện Nga mà Tú lại giải quyết như thế. Rồi tại sao mà khi mà người ta gửi về để giúp cho người Thiện Nam, tại sao Tú không giúp mà Tú đi làm từ thiện, Tú đi chơi. Nhưng thực chất bây giờ mình mới biết được đó là cái số tiền, đó là cái số tiền cho Tú để Tú hoạt động làm cái gì có ích cho người Thiện Nam và giúp đỡ người Thiện Nam thôi. Thì sau này mình đi tìm hiểu á, thì mình cũng mới biết được là Tú cũng có giúp người Thiện Nam chứ không có giúp. Vẫn có giúp mà theo cái cách của Tú đó. Kiểu như vậy. Và cái thứ hai á, là cái vấn đề mà Tú đưa lên những cái vấn đề mà luật sư giả, luật sư thật đó, thì Tú nó đi tìm hiểu, rồi Tú nó đi bắt vô Nam rồi này nọ, nó đi tìm hiểu cái sự thật, thì nó, bây giờ nó gửi những cái mà tung bằng chứng lên đó. Thì cái câu chuyện đó thì mình không đề cập rồi, tại vì chỉ có cơ quan chức năng phán xét cái điều đó thôi, chứ bây giờ cơ quan chức năng chưa có vào cuộc thì mình cũng không biết được là cái vấn đề là có phải là luật sư giả hay là luật sư thật hay không, thì mình không biết rồi đó. Nhưng mà trước mắt là thấy là anh Sơn thì ảnh chia sẻ rất là hay về luật đó. Về luật là ảnh chia sẻ rất là hay, mình công nhận cái điều đó. Còn quan trọng nhất là ảnh có phải là luật sư giả hay luật sư thật thì Việt Lê không quan tâm. Nhưng mà Việt Lê cũng mong rằng là có một cái kết quả nào đó trong tương lai, sẽ có một cái kết quả là có phải là luật sư hay không, để cho mọi người khỏi phải mà bị lùa gà, hoặc là khỏi phải bị mà chạy theo cái vấn đề đó nữa. Rồi quay lại cái vấn đề 85 triệu. Thì trong cái vấn đề 85 triệu á, hồi lúc trước là cứ nghĩ là 85 triệu đó là gửi cho Thiền Am, không có gửi cho Tú. Nhưng mà sau này mình mới biết là gửi cho Tú đó. Rồi có một khoảng thời gian là Tú bị lôi ra cái vấn đề đó, là đi kiện, bị kiện, có khả năng là bị kiện và sẽ có khả năng ở tù đó. Cái kiểu như vậy. Thế là một cái câu chuyện nguy hiểm đối với Tú. Và cuối cùng thì nó cũng lơ đi. Nhưng mà bây giờ thì nó nổi trội lên lại. Rồi tiếp tục là cái câu chuyện cô Hoa. Đó, tiếp tục là cái câu chuyện cô Hoa, cái câu chuyện 10 cái bill. Mà cái giai đoạn đầu tiên của cái câu chuyện cô Hoa là lúc đầu mình cũng tin là thật nha, tại vì có bill mà. À, anh Sơn cũng như là anh Nam Gâu hồi đó cũng nói là có bill. Nhưng mà cuối cùng thì anh Nam Gâu mới nói là trời, bây giờ anh mới nhận ra được là thì ra là cái trong cái câu chuyện đó là cái câu chuyện bị lùa gà như vậy đó. Thì bây giờ 10 cái bill đó xong rồi, giờ kết thúc câu chuyện đó là một cái trò đùa của cô Hoa, một trò đùa của cô Hoa. Mà thời điểm lúc đó thì Tú lại bị hâm là sẽ bỏ tù Tú kiểu vậy. Tú sẽ bị kiện và sẽ có khả năng đi tù đó. Lại thêm một cái vấn đề nữa, thì cái thời điểm đó thì Việt Lê với vấn đề mà lúc mà xuất hiện 10 cái bill á, thì Việt Lê cũng nghĩ là chắc có lẽ là Tú dặn này ton rồi, nghĩ lại cũng thương thầy ông nội đó. Nhưng mà sau cuối cùng cái kết quả lại là cái câu chuyện đó là cái câu chuyện, một cái trò đùa, một cái chuyện mà không có thật kiểu như vậy nữa. Là cái 10 cái bill đó là 10 cái bill không có thật. Trời ơi trời, sau này nó lộ ra những cái câu chuyện mà cảm thấy là trời ơi sao mà nó gói quá ta kiểu vậy. Mà cũng hên, hồi lúc trước là mình ngơ ngơ, mình không có dám nói mạnh về cái vấn đề 10 cái bill. Mình chỉ nói sơ sơ về cái phát ngôn của Tú thôi, mình không có đi sâu vào 10 cái bill. Hên quá ông bà còn độ, phải đó mình đi sâu vào và giờ này mình độ quần luôn rồi đó. Tại vì nó quan cho ông nội Tú, hiểu vậy. Theo chị biết thì về tiền thì Minh Tú có giải trình đầy đủ rồi. Lúc trước mọi người không theo dõi Minh Tú thôi, mọi người đừng lo. Nói chung là hồi đó cũng lỗi của mình. Mình không có theo dõi Tú nên mình không có biết được những cái giải trình của Tú. Phải mình theo dõi thì mình cũng không có sai đến như thế. Mình không có phản ứng mà kịch liệt với Tú như vậy.
đó thì về cái vấn đề câu chuyện 10 cái bill á thì nghĩ lại cũng tội cho ông nội Tú tôi cho ông Tú, tại vì đơn giản cái vấn đề như thế này nè, tự nhiên trên trời dưới đất gì đâu mà góp xuống 10 cái bill và sắp sửa bị kiện, thì lúc đó cái tâm lý nói chung là nó cũng sẽ khó chịu, và lên mạng thì đương nhiên là ai đụng tới mình chửi, lúc đó thời điểm đó là bị chửi đó. Thì nhưng mà cũng hên là Việt Lê không có nói sâu, tại vì Việt Lê đâu có cầm 10 cái bill, và Việt Lê cũng hơi bị ngớ ngớ ngợ ngợ trong cái câu chuyện này đó. 10 cái bill mình không có cầm bill, mình cũng không phải là người gửi tiền, mình cũng không phải là người nhận tiền, mà tại vì cái sự kiện trên mạng xã hội nó tràn lan quá thì mình cũng có đề cập, mình cũng có nói, mình chỉ nói về cái phát ngôn của Tú thôi, phải nói sâu về cái chuyện đó là thấy bà nội rồi, đậu quần luôn rồi đó. Mà ví dụ ai mà có sai về cái câu chuyện đó thì thôi mình hạ cái tôi mình xuống, mình gửi một lời xin lỗi đến Tú, nếu cái câu chuyện đó và nếu 10 cái bill đó là giả mà mình đẩy mạnh cao trào cái câu chuyện đó quá, nói sai về Tú á, thì gửi một lời xin lỗi đến Tú cũng không có gì mất mát đâu, tại vì bản thân mình là sai thì mình gửi lời xin lỗi thôi, bản thân mình đúng thì mình vẫn giữ cái quan điểm như vậy đó. Còn ai là chủ mưu trong cái câu chuyện đó thì bây giờ tới giờ vẫn chưa biết được luôn. Như hồi nãy anh Tiến Dũng đã chia sẻ thì anh Martin không có liên quan tới cái câu chuyện, không có phải là người chủ mưu, của không phải là người liên quan nha. Là đôi lúc là có những cái mà quý vị nghĩ là Martin là chủ mưu thì cũng không đúng. Hồi nãy anh Tiến Dũng có chia sẻ rõ rồi đó, anh Martin là không có phải là người chủ mưu trong cái câu chuyện đó đó. Thì cái nào có là sao mình nói vậy thôi quý vị đó, có là sao mình nói vậy chứ mình không có thể mà thêm được đó. Mình không có cái thói thêm, ai có cái thói thêm thì kệ họ, nhưng mà đối với Việt Lê không có cái thói thêm, đúng nhận sai cãi, mình đúng thì mình giữ quan điểm của mình sai thì mình xin lỗi vậy đó, người ta bỏ qua thông cảm cho mình thì mình mừng đó. Thì nếu mà nói thật con câu á, là từ trước giờ Việt Lê cũng chẳng muốn Tú mà phải vướng vào lao lý hay vướng vào pháp lý cả, tại vì dù gì đi nữa Tú cũng là con nuôi của thầy ông nội, mà thầy ông nội thì rất là thương con nuôi của mình, và Tú cũng là đại tử của thầy ông nội, thì nói thẳng câu là cũng rất là thương, thầy ông nội cũng rất là thương Tú. Thì đương nhiên là một người cha nuôi hay là cha ruột hay là người thầy, người ta cũng không muốn đệ tử của mình, không muốn con của mình mà bị đi vướng vào lao lý cả. Thật sự là không ai muốn cái điều đó, và bản thân Việt Lê đây cũng chẳng muốn đâu, tại vì mình thương thầy thì mình luôn thương cả đệ tử của thầy, thương cả con nuôi của thầy, đúng không? Đó, thì mình cũng chẳng muốn đâu, chỉ mong muốn làm sao mà Tú sự thời điểm đó nha, chỉ mong muốn làm sao mà Tú cư xử cho nó hợp lý trên mạng xã hội thôi, mình chỉ mong muốn như vậy thôi mình mới lên bài. Thì nhưng mà sau này thì thật ra có cái chuyện đó có thật đâu mà mong muốn chứ không mong muốn. Thật ra sau này cái câu chuyện ai ra thì ra ông Tú bị người ta chơi, bị người ta chơi xấu như vậy. Mà nếu mà ai mà thời điểm đó mà nhận làm hồ sơ để đưa Tú đi tù á, thì làm ơn là Phước cũng suy nghĩ lại một cái. Trời ơi trời, bây giờ đưa ông Tú đi tù rồi thì ông nội ổng buồn không? Theo quý vị là quý vị nghĩ thầy ông nội ổng buồn không? Buồn chứ, buồn chứ, chứ không phải ông buồn đâu. Tú đâu có chửi chấn động như nhóm tư. Ok Vivi Lư, mà trong công nhận những cái kênh mà bảo vệ chị Thanh Trần chỉ chửi, bảo vệ cho chị Thanh Trần chửi quá trời chửi luôn, chửi một cách bất chấp luôn đó. Việt Lê có cảm nhận được cái điều đó rồi, tại vì bản thân Việt Lê cũng có bị chửi. Mà thôi, chửi nhiều vui mà, đúng không đó. Thì cái thời điểm đó là ai mà muốn Tú đi tù thì cũng ác vừa gì lắm, dù gì đi nữa Tú nó cũng là con nuôi của ông thầy ông nội, dù gì đi nữa nó cũng là đệ tử, nó có sai cỡ nào sai, hoặc là nó có chín xe 10 vàng dặn cỡ nào dặn, thì không có ai mà người cha nào mà muốn con của mình đi tù, không có người thầy nào muốn đệ tử mình đi tù cả đó, kiểu vậy. Điều mà fan đa đề không hài lòng nhất là Việt Lê để Hồng Sơn lên kênh mình để công kích Tú. Thì cái điều là lúc trước thì đã nói rồi, Việt Lê là có một cái sự hiểu lầm Tú, và để và cũng đặt niềm tin vào một số người bạn, một số người anh chị. Xong rồi sau này mình mới hiểu ra được cái điều đó, và Việt Lê đã hẳn hết tất cả những cái clip mà liên quan
đến những người mà mình kiểu như là liên quan đến Tú, Việt Lê đã ẵn hết rồi, tất cả luôn. Thậm chí là Việt Lê chuộc cái lỗi của mình là ẵn luôn tất cả các clip mà từ trước giờ Việt Lê chia sẻ luôn mà. Việt Lê chấp nhận kênh của mình bị bắt tương tác, Việt Lê chấp nhận kênh của mình đương đầu với sự khó khăn. Mình bù đắp lại một cái là mình ẵn hết toàn bộ luôn. Ẵn hết toàn bộ luôn mới làm lại đây thôi đấy. Và 3 tháng trời Việt Lê không làm về YouTube chuyên, không chuyên về làm YouTube. Lâu lâu lên like để giữ kênh thôi. Đó. Bây giờ mới like lại thường đó, trước đó không có like thường đâu. Vậy mà cũng bị nói là câu like câu view đó. Thì trước đó có sự hiểu lầm. Thì Việt Lê cũng đã xin lỗi, Việt Lê cũng xin lỗi Tú. Đó, thì cũng mong mọi người cũng thông cảm và bỏ qua. Mong cũng thông cảm bỏ qua. Bây giờ cũng biết chẳng biết làm sao. Thì bây giờ Việt Lê mới lên một bài. Việt Lê biết được là ngày hôm nay Việt Lê lên cái bài này, Việt Lê sẽ bị tấn công dồn dập. Việt Lê biết khi Việt Lê lên cái bài này là Việt Lê sẽ bị chửi. Khi Việt Lê biết Việt Lê lên cái bài này, Việt Lê sẽ bị nói là ơi cái thằng nhục nhã, cái thằng hồi đó phản biện người ta xong rồi bây giờ câu đuôi chạy theo để làm quà với người ta, chơi với người ta. Việt Lê biết Việt Lê sẽ bị như vậy, nhưng mà Việt Lê vẫn làm. Bởi vì ngay từ đầu video Việt Lê có hỏi quý vị đó, ngay từ đầu Việt Lê có hỏi quý vị có chấp nhận bị chửi cùng với Việt Lê không. Kiểu như vậy, Việt Lê biết được điều đó, nhưng Việt Lê vẫn lên làm để chuộc lại một phần gì đó mình đã sai lầm ở lúc trước. Còn quý vị không thông cảm nữa thì thôi, Việt Lê bó tay chứ Việt Lê cũng chẳng biết làm như thế nào luôn. Kiểu như vậy. Nói chung là mình biết sai thì mình xin lỗi thôi. Đó. Còn bản thân Việt Lê hồi đó cũng không muốn Tú đi tù. Bản thân Việt Lê cũng không muốn Tú vướng phải pháp lý. Nếu cho là những cái câu chuyện đó xảy ra là thật đi, nếu ví dụ như là những cái chuyện đó là thật đi, thì Việt Lê cũng chẳng muốn Tú bị cái vấn đề pháp lý hay là vướng vào lao lý cả. Tại vì chủ yếu là chỉ muốn là Tú thời điểm đó chỉ muốn Tú là giữ một cái quan điểm mà gọi là chia sẻ trên mạng xã hội nó tế nhị hơn thôi, kiểu vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó lộ ra hết sự thật rồi đó. Chuyện đó đâu có phải là có thật đâu. Giống như cái câu chuyện 10 cái bill đâu phải là có thật đâu. Con chào cô Thanh Hengis, chào cô TH Thanh nha. Chuyện đó đâu có thật đâu. Và chuyện đó mà không có thật thì làm sao mà Tú dướng vào pháp lý vì cái chuyện đó đâu, vì cái chuyện đó được. Tại vì chuyện đó là một cái chuyện mà gọi là một trò đùa, một trò vui của một cái cô gì đó thôi đó. Một cái trò mà gọi là của một cái vui hơi quá đà thôi, vui mà xém như mất danh dự uy tín của người khác luôn. Xém người ta, đẩy người ta vào lao lý luôn. Nó một cái chuyện vui đùa thấy nó hơi bị quá đà. Nó quá đà luôn chứ không phải là hơi nữa. Nhưng mà giờ nó cũng sáng tỏ rồi. Kể cả kênh anh Tiến Dũng cũng đã gửi lời xin lỗi, mở lời xin lỗi đến Tú. Thì bản thân Việt Lê cũng là một kênh nhỏ, thì cũng đã từng nói thì Việt Lê cũng gửi lời xin lỗi đến Tú luôn. Nếu các bill tiền đúng sự thật thì không cần đơn kiện, Tú cũng sẽ dính pháp lý. À, chuyện đó do... sai mà biết sai để sửa là tốt rồi em ạ. À, rồi cảm ơn. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Thị. Cầm tôi gì đó, chuyện đó là do thằng Tiến Dũng bị tào lao. Ông tào lao nữa rồi, ông ngồi ông suy xét, ông suy nghĩ làm sao, ông theo dõi thì sao mà ông nói là do Tiến Dũng bị tào cái chuyện 10 cái bill. À, ông hay thiệt, giỏi thiệt. Đó, người ta bị tào mà giờ này người ta lên tiếng người ta xin lỗi hả? Nữa. Tào lao, ông đưa một cái phân tích tào lao thiệt chứ. Không có cái vụ đó đâu nha. Martin cũng không phải là người tạo ra cái chuyện đó, Tiến Dũng cũng không phải là người tạo ra cái chuyện đó. Như hồi nãy Tiến Dũng đã chia sẻ là do một cái trò vui đùa của một cái bà nào đó, thế là đẩy ra cao trào cái câu chuyện. Mà thì chủ yếu là chỉ là đẩy ra một cái chuyện mà gọi là một chuyện, một cái trò vui vậy thôi. Nhưng mà tại vì do bản thân những người tư vấn, do bản thân những người mà cầm cái bill á đẩy cao trào câu chuyện. Và cái người muốn Tú đi tù cũng không phải là Tiến Dũng, và cái người muốn Tú đi tù cũng không phải là cái bà mà dựng ra cái câu chuyện đó.
mà chính là một người khác. Một người khác tư vấn, làm hồ sơ, nhận hồ sơ để mà đẩy cao trào cái câu chuyện lên. Thì quý vị nhìn, quý vị cũng biết ai là cái người muốn Tú đi tù. Tại sao lại muốn Tú đi tù? Bản thân Ti hồi đó Việt Lê phản biện Tú, và Việt Lê cũng chẳng muốn Tú đi tù. Tại vì đơn giản thôi, là thương thầy ông nội. Mà thương thầy ông nội thì thương luôn cả con và đệ tử của thầy, con nuôi của thầy. Lúc thời điểm đó ông cụ cũng lớn tuổi rồi, ông cũng già rồi. Mà giờ hay tin mà Tú bị vậy nữa thì ông cụ làm sao chịu nổi. Và nguyên tất cả đệ tử của thầy ông nội cũng đang bây giờ là những người mà trai tráng á, thì hầu như là đi hết 7 phần rồi. Đi đang ở trong trại hết 7 phần rồi. 10 phần thì đi hết 7 rồi. Chỉ có mấy ông thầy mà đi hết mấy ông rồi. Giờ chỉ còn duy nhất con ông ở nhà đó. Mà giờ đi thêm một người nữa thì đương nhiên thầy ông nội sẽ chịu không nổi, sẽ đau lòng á, sẽ buồn á. Thì bản thân mình là một khán giả thương thầy, một fan của người Thiền Am, thì ai đâu mà muốn thầy ông nội buồn, ai đâu mà muốn Thiền Am bị mất mát cái gì nữa, đúng không? Thì đương nhiên là Việt Lê cũng không có muốn Tú phải dư dướng vào pháp lý. Còn hồi đó ai mà chia sẻ về cái câu chuyện đó mà muốn đẩy Tú vào đi tù á thì cũng ác vừa gì lắm. Mà bây giờ lộ chuyện ra rồi á, cái câu chuyện đó không phải là sự thật đó, thì cái người đó lại mong muốn lôi cái chuyện đó lên để mà đẩy Tú đi tù nữa thì càng ác hơn nữa. Đã cái chuyện đó là nó không có thật rồi thì thôi cho nó đi vào bên lãng đi, cứ moi lại 10 cái biêu, xong rồi moi qua cái chuyện 85 triệu, bây giờ moi thêm cái chuyện 200 mấy chục triệu nữa. Bây giờ để Việt Lê coi cái vụ 200 mấy chục triệu coi Tú có bị cái gì hay không. Mà trước mắt thì là thấy là Tú nói là Tú sẵn sàng đối chất, Tú sẵn sàng và có đủ bằng chứng để chứng minh là Tú không có trục lợi, thì mình cũng vẫn theo dõi đi nha. Chứ bây giờ mình cũng không phải là người trong cuộc, mình cũng không có nắm được rõ bằng chứng nên mình không có thể nào nói được cái điều gì đó. Rồi cái vấn đề á là chia sẻ trên mạng xã hội này, mà tại sao phải đem ra cái vấn đề mà phải cố gắng đẩy người ta đi tù ta, để mình được cái gì? Hay là nghĩ, hay là có một cái suy nghĩ á là nếu mà Tú đi tù thì cái nhóm Đa Đề sẽ giải tán? Không có đâu nha, không có cái vụ đó đâu. Tại vì á, đừng có suy nghĩ như vậy, sẽ tội cho một người con nuôi của cụ Lê Tùng Vân. Tại vì Tú là Tú, nhóm Đa Đề là nhóm Đa Đề. Không có Tú thì nhóm Đa Đề vẫn là mạng YouTube, vẫn đến Thiền Am, vẫn như vậy. Mà tại sao phải đẩy Tú vào một cái ngõ cụt, ngõ hẻm gặp nguy như thế? Ví dụ như cái câu chuyện của bà Hoa 10 cái biêu, mà nếu mà đẩy ra pháp lý á, buộc Tú phải trả lại cái số tiền, thì mà để mà kiện ra mà để đòi lại được cái số tiền á thì nó cũng trên cái số tiền mà 6.000 đô rồi. Mà trên cái số tiền 6.000 đô đó, vậy thì rốt cuộc á là mình lỗ hay mình lời? Mà chưa chắc gì thời điểm đó làm ra, đưa ra pháp lý, mà cho ví dụ như là cái câu chuyện đó có thật đi, mà mình làm ra Tú nó đi tù thì ông thầy ông nội đau lòng, Thiền Am đau lòng, rồi mình không đòi lại được tiền, rốt cuộc có phải là mình phải tốn tiền nữa hay không? Tại vì làm một cái đơn kiện mà người nước ngoài kiện á, phải đi tới đi lui là tiền vé máy bay là thấy mụ nội rồi, cái tiền vé máy bay là thấy bà luôn rồi, tốn tiền á. Cái thứ hai nữa là làm phiên dịch thế này thế nọ, rồi ra đại sứ quán, rồi ký ủy quyền cho một luật sư, hay là làm nói chung giấy tờ tùm lum hết, mà nội cái vấn giấy tiền giấy tờ và tiền đi lại đó là hơn cả 6.000 đô luôn.
có thể là tôi tiêu hao là 8, 9, 10 ngàn đô. Vậy thì bây giờ chưa chắc đã đòi là được 6 ngàn đô, mà phải tiêu hao là 7, 8, 9 ngàn đô. Vậy hỏi cái vụ đó là lời hay lộ? Nói cái vụ mà Việt Lê biết được một cái vụ mà lấy chồng nước ngoài nè, mà tới ly hôn á, ly hôn với người nước ngoài á, là phải tốn tiền biết bao nhiêu rồi, huống chi là một cái vụ mà cái con số tiền là lên tới 6.000 đô. Phải lo giấy tờ, rồi hợp đồng luật sư, tiền đi lại, vân vân và vân vân. Số tiền nó không hề dưới 6.000 đô. Mà chưa chắc gì thời điểm đó, nếu mà sự việc đó đúng sự thật đi, giờ Tú nó lấy số tiền đó nó giúp đỡ cho người Thiền Am đi, hoặc là nó lo những cái giấy tờ thủ tục bảo vệ pháp lý cho nó đi đó, thì nó tiền đâu mà đưa lại, thì có phải là mình mắc trắng không? Rồi ví dụ mà Tú nó rơi vào đường cùng đi, nó nói câu bây giờ tôi ở tù trừ, có phải mắc luôn cả 6.000 đô cũng như mắc luôn cả số tiền 7, 8, 9 ngàn không? Vậy tính ra mắc 10 mấy ngàn, có phải là tiền mắc tật mang không? Mà cuối cùng mấy người luật sư là hưởng lợi, mấy người luật sư mà khuyên cái bà Hoa gì đó đi kiện Tú vô tù đó, có phải là mấy người luật sư đó là có lợi không? Tại vì ký hợp đồng luật sư là sẽ có cái tiền ký hợp đồng luật sư, rồi đi làm giấy tờ thế này thế nọ thì tiền này ôi trời ơi, đi làm giấy tờ đồ này nọ. Việt Lê có biết một cái trường hợp nè, làm giấy phiên dịch thế này thế nọ tốn biết nhiêu tiền. Đúng không? Vậy á, một cái á, ví dụ mà đẩy Tú đi tù nó có lợi hay là mình làm trong một cái im đẹp nó có lợi? Thì giờ liên hệ với bà Hoa tư vấn về nước, gặp Tú để trao đổi và làm sáng tỏ cái vụ việc. Xong rồi Tú tìm cách trả lại từ từ, cái số tiền nó sẽ tốt hơn không? Nếu mà cho rằng cái chỗ số tiền mà 10 cái bill đó là thật. Mình ví dụ, đang ví dụ cái hướng đó đi. Đó. Ôi trời ơi, nó cao, nó quá có nhiều cái vấn đề mà nó không hiểu lý do tại sao mà phải cố gắng đẩy người ta đi tù, mà trong khi đó mình phải tốn, chính thức là có tốn có thể khả năng là trên 10 ngàn đô. Vậy thôi, vừa tiền mắc tật mang mà người ta lại đẩy người ta đi tù nữa. Tại vì có một cái hướng khác giải quyết nó tốt đẹp hơn, mà không biết thời điểm đó ai là luật sư mà để tư vấn pháp lý, tư vấn mà lực cho bà Hoa này nữa, thiệt, tư vấn về cái vấn đề này nữa. Nghĩa sao tư vấn một cái kiểu mà gọi là đường nào cũng lỗ cả đó. Mà còn làm thêm một cái đau lòng cho thầy ông nội nữa chứ. Nếu bản thân mình thương thầy ông nội thì lúc đó, thời điểm đó, mình có thể mình tìm một cái hướng giải quyết nó ổn thỏa nhất, mà cũng có thể hoàn lại được cái số tiền đó. Nhưng mà đó là Việt Lê đang nói trên cái cương vị ví dụ 10 cái bill là thật nha, và câu chuyện đó là có thật nha, đây là mới ví dụ thôi nha. Nhưng thực trạng hiện đại thì câu chuyện 10 cái bill là không có thật, và cái câu chuyện 6.000 đô của bà Hoa là một chuyện vui đùa. Vậy thì chứng tỏ một việc là đang bu họa cho thằng Tú hay không? Mà ý là cái chuyện đó là chuyện mới, là cái chuyện vu họa thôi, mà muốn đẩy thằng Tú đi tù rồi. Thánh thần thiên địa ơi, cái gì cũng đẩy thằng Tú đi tù chân trời. Tú ơi, mày sống kiểu gì mà để người ta đẩy mày đi tù không vậy Tú? Thiệt tội nghiệp cho thằng Tú thiệt. Đó, thật sự đau thiệt á. Hay là tại vì nó là cái mát, và con nuôi theo ông nội, nó là cái mát đi theo đa đề rồi cứ đánh nó hoài sao? Nói cái vấn đề cung Hoa không á, là mình cảm thấy là tại sao mà đánh nó hoài? Không phải là binh nó, mình lý do là sao binh nó, nó hồi đó nó chửi Việt Lê mà sao Việt Lê binh nó làm gì? Nhưng mà tại vì cái câu chuyện thật sự là trong 10 cái vụ mà cung Hoa với 10 cái bill đó, là một cái câu chuyện mà nó kiểu như là gõ ghềnh, giống như là không biết ai tạo ra cái câu chuyện đó. Mà cái người tạo ra cái câu chuyện đó cũng ác vừa gì. Tạo ra xong rồi là mất danh dự uy tín thì thôi đi, còn có một cái là muốn đẩy người ta đi tù nữa thì thôi, ôi trời ơi luôn. Cái người tạo ra cái câu chuyện đó để làm mất danh dự uy tín của ông Tú là đã ác rồi.
mà cái người phiên hay là cái người tư vấn để đẩy Tú đi tù nó còn ác hơn nữa. Thiệt đúng không quý vị? Đúng thì cho việc lên con số 1 nè quý vị. Quý vị cảm thấy đúng không? Rồi một chuyện đã muốn đẩy Tú đi tù. Tới câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện 85 triệu. Câu chuyện 85 triệu nôm na là cái câu chuyện cho thằng Tú tiền để thằng Tú nó đi giúp đỡ cho người Thiền Am, và cũng như đi lo ăn uống cho, giống như là tiền xăng, tiền cộ, tiền chi phí này nọ đó, để lo cho thằng Tú, để cho thằng Tú nó lo cho người Thiền Am á. Xong xuôi rồi sau này là đưa ra một cái ý kiến khác là cái tiền đó là phải gửi về cho người Thiền Am. Còn nếu mà Tú không giải quyết á thì lại đẩy là phải đi kiện Tú đi tù, rồi lại thêm một chuyện nữa để muốn Tú đi tù nữa. Không lẽ cái từ tú từ kia nó liên quan với nhau hay gì mà cứ muốn đẩy thằng Tú đi tù. Nhung Nguyễn, thằng này lại muốn lái máy bay lan già rồi. Ôi trời, cái người gì đâu mà nói chuyện vô duyên mắc là sợ. Bibi Lư, em tiễn dông giùm anh cái Bibi Lư. Mấy cái dông này nó nặng lắm, anh làm biến phản biện lắm em. Kiểu dông này là anh không muốn phản biện rồi. Không lẽ giờ kiếm cái gì ta? Giờ có cái gì không để cúng cúng dông? Bibi Lư đâu em? Tiễn dông em ơi. Cái cô khán giả gì tên là Nhung Nguyễn nè, thằng này lại muốn lấy máy bay lan dài, nghĩ sao vô comment vậy trời. Hình như cờ lê của mình nó ngủ quên chẳng hạn, Bibi Lư ngủ quên hay gì ta. À, cảm ơn chị Quỳnh Thị rất là nhiều. Tiễn dông giùm em sớm sớm đi chứ em mệt lắm. Mấy cái thể loại đó em làm biến trả lời lắm luôn á thiệt. Không phải là Việt Lê không tôn trọng khán giả nha, nhưng mà cái thể loại vô comment như vậy thì em là biến trả lời lắm. Nó thiếu văn hóa, nó vô văn hóa kiểu vậy á. Giống như những cái kênh mà chửi mà kiểu như vô văn hóa rồi này nọ mà tấn công Việt Lê không có chịu nghe. Việt Lê không có thèm nghe chi cho mệt não mệt đầu. Nó chửi thì chửi, nó chửi tự động nó nghe, khán giả của kênh đó nghe chứ Việt Lê không nghe. Ông Việt Lê là đồng bọn hay sao vậy? Thằng Tú nhận bao nhiêu tiền của Mạnh Thường Quân, có đưa Thiền Am không? Ê, tôi đang nói cái câu chuyện đó mà tự nhiên lái qua cái câu chuyện Mạnh Thường Quân gì mấy ba. Ông Văn Vương, tôi đang nói cái câu chuyện của bà Hoa, đang nói cái câu chuyện 85 triệu. Chưa nói đến cái câu chuyện 200 mấy chục triệu ba ơi. Và tôi cũng không có nói cái câu chuyện mà Mạnh Thường Quân gửi tiền cho thằng Tú. Gửi tiền cho thằng Tú thì đi hỏi thằng Tú, hỏi tôi làm chi? Tôi đang nói cái câu chuyện đang là cái sự kiện đang hot trên mạng xã hội. Cái sự kiện mà đang xảy ra lan truyền trên mạng xã hội, và tôi đang chia sẻ theo cái chiều hướng mà gọi là đạo đức là chính, chứ không phải là chia sẻ để kiếm chuyện đi soi mói tiền bạc ba ơi. Trước đây nói hay tại vì tôi hiểu lầm tôi mới nói như vậy. Trời ơi thiệt trời ơi. Tôi nói rồi, ngay từ đầu video tôi đã nói rồi, ông Văn Vương à, tại vì tôi lỡ tin nhầm một số vấn đề. Tôi lỡ tin vào một cái lời gì đó không đúng sự thật nên tôi hiểu lầm Tú. Bây giờ tôi cũng đã lên nói xin lỗi nó, và cái câu chuyện mình phải xem xét lại, mình phải nhìn lại, đúng chưa? Mình đã sai một lần rồi, mình phải rút kinh nghiệm, mình phải nhìn nhận lại cho thật kỹ rồi mình mới lên nhận xét, nghe chưa? Quang Phương làm ơn Phước nghe dùm. Trời ơi, tôi nói tiếng Việt chứ không phải tôi nói tiếng Anh đâu, quý vị không hiểu trời. Hay là quý vị cố tình không hiểu để bảo vệ một cái sự u mê. Tôi hỏi thật luôn á. Ông Văn Vương, họ bị ẵng bà nó rồi, ổng không có trả lời được đâu. Ừ, em có nói trước luôn rồi đó chị Bình Thị. Mà vô đây vẫn nói. Hỏi ừ, mày làm gì mày bảo vệ thằng Tú? Dạ kính thưa tôi không phải bảo vệ, mà hồi lúc trước tôi hiểu lầm Tú. Bây giờ tôi phải xem xét lại, nhìn nhận lại. Mình đã sai một lần rồi, mình phải rút kinh nghiệm. Mấy ba mấy má này kiểu như là cái kiểu như ông Văn Vương này nè. Mình đã sai một lần mà không chịu rút kinh nghiệm, mình cố tình mình dẫm đạp lên cái sai đó, mình tiếp tục mình sai nữa hả?
Ui là trời, mà mấy ba mấy má có bằng chứng không mà lên nói như đúng rồi vậy? Người nào có bằng chứng người ta có quyền người ta nói, còn mấy ba mấy má có bằng chứng không mà mấy ba mấy má lên tấn công quá trời quá đất người ta. Như tôi nè, tôi không có bằng chứng tôi đâu dám nói ai đâu. Giống như cái vụ 85 triệu á, thì theo tôi theo theo ở trên mạng xã hội này là nói á, là trong cái bill đó nó không có ghi rõ cái nội dung. Không có ghi rõ cái nội dung là yêu cầu Tú làm cái gì. Đó, trước đó thì với một cái như Tú chia sẻ á, là tiền đó để gửi về cho Tú để Tú lo những cái như xe cộ, chi phí xăng cộ, ăn uống đồ này nọ để lo giúp cho người Thiện Am cho Tú, chứ không có ghi rõ là gửi cho Thiện Am, gửi tiền đó về cho Thiện Am. Có những cái bill sau này á, là không có ghi cái nội dung luôn. Rồi sau này á, cái người gửi tiền mới đưa ra một cái ý kiến là gửi về hết toàn bộ cái số tiền là 85 triệu về cho người Thiện Am đó. Thì Tú nó cũng lặt đặt nó lên, nó cũng đi gửi về cho người Thiện Am. Hồi đó nó gửi xong rồi nó lên nó phát ngôn, nó lên nó phát ngôn, nó lên nó nói, mà nó dùng những cái câu từ thiếu tế nhị đi. Thì Việt Lê mới lên phản biện những cái câu từ thiếu tế nhị đó. Việt Lê cũng chẳng quan tâm cái vấn đề tiền đâu đó. Thì nhưng mà dù gì nữa nó cũng đã gửi về cho người Thiện Am rồi, nhưng mà cuối cùng cũng muốn đẩy nó đi tù. Mà cái người nào mà cũng mà cái người nào đi tư vấn, cái người nào mà đi đi suối cái người gửi tiền mà kiện thằng Tú đi tù cũng ác vừa gì lắm. Thằng nhỏ đã gửi tiền về cho người Thiện Am rồi đó, mà hồi đó đáng lẽ cái số tiền đó là số tiền cho ông Tú tôi, để ông Tú tôi là ổng lo cho người Thiện Am xe cộ xăng cộ ăn uống rồi này nọ, ông Tú ổng chia sẻ đó. Và những cái bill đó thì cũng có người xác minh được là những cái bill đó là không có nội dung đó. Thì bây giờ không có nội dung thì biết nói sao giờ, bây giờ cái người gửi người ta nói sao thì tính vậy. Thì nói xong xuôi rồi ông Tú tôi ổng mới lật đặt ổng đi gửi tiền về cho người Thiện Am rồi đó. Nhưng mà con cái là ổng phát ngôn trên mạng xã hội nó hơi thiếu tế nhị thôi. Phải lúc đó Tú nó khéo hơn chút xíu nữa, nó bình luận, nó phản biện, nó đính chính cho bản thân nó mà kiểu như là tế nhị tí xíu thì nó hay hơn. Nhưng mà cái này nó kiểu như nó bức xúc quá, giọt nước tràn ly quá, nó lên nó bùng phát, nó chia sẻ nó hơi thiếu tế nhị, xong rồi sinh ra là người ta bắt lỗi nó. Ở trong khi đó, trong đó là có Việt Lê bắt lỗi nó này nè, bắt lỗi Tú nó nè, thì bây giờ mình mới xin lỗi nè đó. Tại vì Việt Lê biết được cái vấn đề đó, tại vì Việt Lê cũng đang bị đánh về cái vấn đề nó vu vạ cho Việt Lê cái vấn đề sữa đó. Việt Lê cũng bức xúc nữa, bởi vì mình mới hiểu được cái cảm giác đó, bây giờ mình mới hiểu xong rồi, bây giờ mình biết là mình sai, mình lên xin lỗi đó. Như vậy. Thì cái vụ 85 xong cái vụ bà Hoa. Thì muốn đi tư vấn muốn Tú đi tù. Tiếp tục cái vụ 85 triệu tư vấn muốn cho thằng Tú đi tù. Hai chuyện muốn thằng Tú đi tù. Và bây giờ tiếp tục cái câu chuyện 200 mấy chục triệu muốn thằng Tú đi tù nữa. Trời trời, làm con nuôi cụ Lê Tùng Vân cũng khổ nha. Làm gì cũng muốn đi tù á. Làm gì cũng muốn đi tù á. Mà nếu mà xét ra nha, xét ra mà thời điểm mà Tú á, nó giao lưu với Nguyễn Trường Giang là thám tử Cao á, tính ra nó an toàn hơn bây giờ á. Và đó dù gì đi nữa, thám tử Cao ổng quay xe với Thiện Am, nhưng ổng chưa bao giờ mướn, ổng chưa bao giờ mà kiểu như là đẩy thằng Tú đi tù. Còn bây giờ những người nói là fan Thiện Am, những cái người mà yêu thương Thiện Am, vỗ ngực xưng tên là yêu thương Thiện Am, yêu thương thầy ông nội, nhưng ngược lại muốn con nuôi của thầy ông nội, muốn đệ tử của thầy ông nội đi tù. Ông thám tử Cao là ông Nguyễn Trường Giang, anh quay xe với người Thiện Am, ảnh không yêu thương người Thiện Am nữa, ảnh quay xe với người Thiện Am, nhưng Nguyễn Trường Giang thám tử Cao chưa hề mà gọi là có ý đồ đẩy thằng Tú đi tù đó. Nhưng ngược lại bây giờ những cái người mà mang danh là yêu thương thầy ông nội, yêu thương Thiện Am, yêu mến Thiện Am, giúp đỡ người Thiện Am, nhưng ngược lại lại muốn con nuôi cũng như là đệ tử của thầy ông nội đi tù. Sao nó trái ngược cái bị em quý vị thử đúng không? Thám tử Cao quay xe với Thiện Am rồi cũng chưa hề đẩy thằng Tú đi tù đó, kiểu vậy.
Xong rồi bỏ gen Hiền Nam làm qua cái gen Hồng Loan Vũ Linh. Đó, cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chuyện vậy. Thì anh Tháp Cái Cao anh bỏ đi rồi. Tháp Cái Cao bỏ đi rồi. Chuyện vậy. Đó, rồi xong rồi không nói về Thiền Nam nữa. Nhưng mà cũng không có đẩy thằng Tú đi đâu. Còn bây giờ bản thân có một số người là yêu mến Thiền Nam, yêu thương Thiền Nam, giúp đỡ người Thiền Nam, thương thầy ông nội, thương thầy cô ở trong Thiền Nam, nhưng ngược lại muốn con nuôi của ông cụ, muốn đệ tử của ông cụ đi tù. Quý vị có thấy ngộ không? Việt Lê bây giờ như thế nào rồi? Xin lỗi hả? Phải ngồi cùng cả lũi, phải giống nhau. Bây giờ không còn vào Thiền Nam, phải theo Tú thôi. Trời ơi, thị Giang Phan ơi. Con đi học. Không lẽ giờ tôi đưa ra cái clip tháng 11 tôi mới vừa vô Thiền Nam chứ trời. Dán đi từ từ, mơ mốt tôi rảnh tôi không, tôi up cái clip đó cho coi. Mơ mốt xong xuôi rồi á, tôi qua thăm Thiền Nam rồi, không lẽ giờ tôi mỗi lần tôi đi qua thăm Thiền Nam tôi phải đăng lên trời. Tôi không lẽ giờ tôi phải đứng trước cửa Thiền Nam tôi lại chứ, tôi lên tôi đến Thiền Nam rồi nha. Không lẽ tôi phải làm gì á chứ. Sao bắt lỗi nhiều cái vô cớ quá mấy ba má. Không lẽ tối ngày tôi phải qua Thiền Nam. Không lẽ tối ngày tôi phải cắt cái nhà kế bên Thiền Nam luôn mới được à. Tôi không rảnh là không đâu mà đi chứng minh cái điều đó. Tôi nói cho bạn, ủa tôi nói cho cô biết luôn nè, cô Thị Lan Phan. Việt Lê đây, Việt Lê nói cho cô biết luôn nè. Người Thiền Nam á, đối với tất cả mọi người đều bình đẳng. Người Thiền Nam không phân biệt ai là ai hết. Không phân biệt phe nhóm. Nha. Không phân biệt phe nhóm. Đừng bao giờ fan cố tình lấp liếm. Tự cho, bản thân mình cho, bản thân mình thích phe nhóm xong rồi buộc Thiền Nam phải thích phe nhóm theo. Không có. Thiền Nam không bao giờ có vụ mà phe nhóm, ai họ cũng bình đẳng như nhau, ai họ cũng đều tôn trọng và thương mến như nhau, cho biết luôn như vậy đó cô Thị Lan Phan, ok chưa? Cô bản thân cô thích phe nhóm, là đó là chuyện của bản thân cô, bản thân cô thích phe nhóm đó là chuyện của bản thân cô thích phe nhóm nhưng chưa chắc gì Thiền Nam đã thích phe nhóm. Họ đối với họ là không có phe nào, không có nhóm nào chứ. Ai vô họ cũng đón tiếp, ai vô họ cũng mừng rỡ, ai đến thăm họ, họ cũng tiếp đón. Họ không có phe nhóm, họ không có thị phi. Xin thưa với cô Thị Lan Phan là như vậy. Con để ý cô rất là nhiều lần vào kênh con để cho comment. Con ẵn cô là cái là cô khỏi comment luôn. Con tôn trọng cô vì cô lớn tuổi. Đó. Còn bản thân Việt Lê này bước vô Thiền Nam cũng không phải là nhờ Minh Tú. Mà đâu phải là giờ này phải theo Minh Tú, theo này theo nọ. Cái nào đúng mình nói thôi chứ, trời ơi ngộ. Ngộ thiệt, giờ Việt Lê nói y chang cô L luôn. À chắc nghĩa là Binh Minh Tú đó đúng không? Cái này không phải là Binh, cái này là xin lỗi và nên làm lại. Nói chung là mình có lỗi, mình chuộc lỗi lại. Nha. Mình có lỗi mình chuộc lỗi lại và ngay từ đầu video đã chia sẻ rồi, HB coi lại đầu video giùm. Không có không đâu giải thích hoài. À cô, mấy năm về trước anh vào thăm Tử Cao, bây giờ xin Tủ làm em sao giống Lan Lúa vậy? À, phải Lan Lúa, Tủ có tiền đi chung với Việt Lê. Cô Thị Lan Phan ơi, làm ơn phước cô comment giùm nó chững chạc lại xíu cô. Comment lại giùm con nha, đọc không hiểu gì chứ. Đọc không hiểu chứ, anh có ai hiểu cô Thị Lan Phan nói gì không quý vị? Cũng hé, nó nghe nè, làm gì ghét thằng Tú dữ vậy? Nó có cái là nó phát ngôn hơi ngông ở trên mạng xã hội thôi. Tôi với ông Tú là không có gì mà gọi là anh em chứ á. Là ông Tú ông lớn tuổi tôi nữa đó, mà kiểu như anh em, kiểu như bạn bè ta chơi, kiểu như là tăng thuộc người ta kêu mày tao luôn. Giống như Bibi Lư đó, Việt Lê cũng kêu mày tao với nó đó.
mà chia sẻ lên chỗ này, ý là nếu mà tôi chia sẻ là bạn Tú, bạn Tú là nói tôi nịnh Tú rồi đó, bởi vì tôi sửa lời là tôi kêu bằng thằng Tú với ông Tú rồi đó, vậy mà cũng không vô là nói được. Biết vậy đầu video kêu bằng bạn đi cho quý vị tức chơi. Nhiều cái cũng ngộ quá ha. Hồi đó mình sai, bây giờ không cho chuột lỗi làm sai. Kiểu như hồi đó chửi thằng Tú là giờ phải chửi nó hả? Không lẽ bây giờ á, bản thân mình là hồi lúc trước phản biện Tú mà có những cái mình phản biện sai, mình không được phép nhận sai à, mình không được phép xin lỗi à. Hồi đó mình chửi là bắt buộc bây giờ mình phải chửi à. Bởi vì ở đâu mà có một cái mà suy nghĩ nó thật sự quá tào lao như vậy. Ông bà ta thường hay nói là quan gia nên giải không nên kết. Nếu có sự hiểu lầm bây giờ sáng tỏ rồi thì đừng bao giờ thù hằn nhau nữa, mà hãy gỡ cái nút thắt đó ra để đời thêm đẹp, đạo thêm vui. Đời thêm vui, đạo thêm đẹp chứ. Ở đâu mà kiểu như là giờ đó chửi nhau là bây giờ phải thù oán với nhau hả? Bây giờ hồi đó mình sai mình không được quyền xin lỗi hả? Trời ơi, đâu mà có cái phương châm, trời đi theo giết rồi giờ giống y chang luôn á trời. Trời ơi, làm ơn làm phước đi mấy ma, mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú ơi. Mình là con người với nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Ví dụ mình có sai với người ta thì xin lỗi, tan tiếng đâu có chết chóc gì đâu. Trời ơi, bản thân mình sai, mình biết cái đó cái sai mà mình dẫm đạp lên cái sai đó, mình tiếp tục mình sai nữa, đó mới là tội nhân thiên cổ. Chứ không phải là một cái người biết sai mà sửa sai cũng như xin lỗi, xin lỗi xong rồi sửa lại cái sai lầm của mình. Đó mới còn là một con người mà gọi là trường tồn. Chứ là đã biết sai mà dẫm đạp lên cái sai, phủ lấp cái sai để tiếp tục sai nữa thì cái người đó là thôi thua. Trời ơi, khổ thiệt luôn á. Uống nước nè, mời quý vị uống nước. Thôi đi Việt Lê ơi, đừng nên nói về Thiền Am. Họ nhìn mặt Việt Lê họ sợ lắm rồi. Bây giờ vào Thiền Am chắc họ không dám mở cửa đâu. Ủa, ơi, nó nghe nào, Việt Lê có nói gì ảnh hưởng tới Thiền Am không? Hay là chính bản thân của những người, những kênh YouTube lôi Thiền Am vào thị phi, họ mới sợ. Bản thân Việt Lê đâu có lôi Thiền Am vào thị phi. Bản thân Việt Lê cũng đâu có chuộc lại từ Thiền Am. Bản thân Việt Lê cũng đâu có kêu gọi từ thiện cho Thiền Am. Bản thân Việt Lê cũng đâu có lấy cái tên Thiền Am ra để kêu gọi từ thiện. Đó, bản thân Việt Lê chỉ là cái người đi giao những cái phần quà của khán giả đến cho người Thiền Am thôi. Sẵn dịp Việt Lê đi thăm thì Việt Lê đi giao giùm thôi. Việt Lê cũng không có lôi người Thiền Am ra để kêu gọi. Việt Lê cũng không có lôi cái câu chuyện Thiền Am ra để kêu gọi. Việt Lê cũng khẳng định là không có cái trường hợp là kêu gọi thiện nguyện cho Thiền Am từ Việt Lê. Mà Việt Lê mến họ, yêu họ, thương họ như một người bạn, và mến mộ những cái tài năng của họ. Việt Lê đâu có lôi người Thiền Am vào thị phi, mà chính bản thân idol thần tượng của cô Thị Lan Phan lôi người Thiền Am vào thị phi đấy. Về lấy cái câu này đáp trả lại gửi cho thần tượng của cô Thị Lan Phan nha. Hợp lý vỗ tay quý vị. Hợp lý vỗ tay. Xin lấy cái câu gì, cái câu gì nè, Bibi Lư nó mới ẵn nè. Thôi đi Việt Lê ơi, đừng nói về người Thiền Am. Thiền Am họ nhìn mặt Việt Lê họ sợ lắm. Bây giờ Thiền Am chắc họ không dám mở cửa đâu. Xin cái câu này gửi đến cho thần tượng của cô Thị Lan Phan, idol của cô Thị Lan Phan đấy. Đó, xin gửi cái câu này đến cho những thần tượng của cô Thị Lan Phan, mà những người mà cô Thị Lan Phan thần tượng đó, xin gửi đến cái câu đó. Vì những người nào mà lôi Thiền Am vào thị phi họ mới sợ. Còn bản thân Việt Lê này không có lôi người Thiền Am vào thị phi, mắc gì họ phải sợ. Hợp lý vỗ tay quý vị. Gắt MD Việt Lê là gì trời. Ôi lại cô hồn cắt đảng vô nữa rồi. Để cầu tiền cúng điếu TD. Đặt cái tên lại để biết là dông rồi. Tôi thấy các bạn phản biện Tú mà sao nói cái mồm không đưa ra bằng chứng để thuyết phục mọi người.
cứ nói thưa tú tùm lum, cuối cùng không có gì hết. Vậy mình chỉ nghĩ xem lời nói của mình nha. Máy mới treo máy chút mà quậy quá, thị lan phan tào lao. Trời ơi, bản thân Việt Lê chẳng có lấy cái người thiện am ra để kêu gọi. Bản thân Việt Lê cũng không có kêu gọi từ thiện cho người thiện am. Bản thân Việt Lê cũng không có làm gì để ảnh hưởng thiện am. Bản thân Việt Lê cũng không có lôi thiện am vào thị phi. Vậy mà vô đây comment được như vậy, hay thiệt. Vỗ tay. Xin gửi cái đời đó lại cho những ai mà cô thị lan phan thần tượng đó nha. Tại vì họ lôi thiện am vô quá trời đó. Cái người lôi thiện am vào thị phi á thì đi theo ủng hộ, đi theo thần tượng. Còn bản thân Việt Lê này không có lôi thiện am vào thị phi. Bản thân Việt Lê không có làm cái gì ảnh hưởng đến thiện am hết, mà vô chửi Việt Lê không à. Vậy hiểu hả khán giả này, thôi bỏ tay. Thua. Gọi là thua luôn á, thật sự. Tiễn dân. Mấy cái nào mà đặt cái tên mà kiểu như là vô xúc phạm người khác thế này thế nọ mà không xem xét á, mà theo kiểu u mê quá á, thì thôi BB Lư tiễn giùm anh đi. BB Lư tiễn giùm tao đi mày ơi, tao lại mày, tao làm biến phản biện lắm luôn á, thiệt. Đối với mấy người này tao nói thí dụ là thật sự luôn á, BB Lư thật sự luôn, quý cô chú anh chị em. Mình nói khô cuốn họng, mình nói khô luôn cả miệng luôn nữa, mình khô luôn cả lời luôn nữa, họ cũng không nghe đâu. Tại vì họ đã mê muội theo một cái gì đó rồi, mình nói cỡ nào họ cũng không nghe hết. Thật sự nói cỡ nào cũng vậy thôi à. Thôi để tiếp tục họ cứ bảo vệ cái đẹp của họ, một cái sự mê đó, gì đó của họ, cứ để họ bảo vệ cái đó đi đó. Bởi vì Việt Lê nói hoài hả, mọi người đừng có quan tâm cái vấn đề tiền của khán giả gửi nữa. Họ tin, họ mê thì họ cứ gửi, họ bán nhà, bán đất, bán chồng, bán con, họ gửi Việt Lê. Mình cũng đừng có nói, tại vì mình nói ra thì họ chửi lên đầu của mình không à. Thôi để họ tốn tiền là tốn tiền của họ, chứ đâu phải tốn tiền mình đâu, mình quan tâm làm gì. Họ chửi mình nữa, mình nói lên, mình đưa ra những cái dẫn chứng đồ này nọ, đưa ra những cái câu chuyện có thật mà họ còn không tin, họ chửi mình thì thôi để họ có tốn tiền đi. Để bà họ đi chứ bây giờ quan tâm làm gì. Mà tại vì ông Lâm Câu ổng thương người quá, ổng thương khán giả quá, ổng tội nghiệp những khán giả u mê. Mà cuối cùng ai, bản thân Việt Lê đó cũng rất là thương khán giả, bản thân Việt Lê rất là tôn trọng khán giả. Mình đưa ra những cái dẫn chứng, đưa ra những cái gì đó rất là nhẹ nhàng, không bao giờ chửi bới, không bao giờ tục tiểu. Vậy mà cũng vô chửi Việt Lê tục tiểu. Thì thôi kệ quý vị muốn bảo vệ cái u mê của quý vị thì quý vị cứ đi bảo vệ. Thương người thiện am mà lôi người thiện am vào thị phi mà gọi là thương cái gì. Thương người thiện am, thương thầy ông nội mà muốn con nuôi của thầy ông nội, đệ tử của thầy ông nội đi tù, mà thương cái gì. Trời ơi trời, cái thương đó thôi, cảm ơn đừng thương. Thật sự, ai mà thương Việt Lê cái kiểu đó thì thôi làm ơn đừng có thương. Thương gì mà muốn con của người ta, con nuôi người ta, đệ tử người ta đi tù. Thương mà lôi người ta ngà, cái chuyện gì cũng lôi người ta vào thị phi. Thương thấy sợ. Trời ơi, thương chứ chị thôi thấy bà nội luôn thiệt. Ai cũng thấy người thương thiện am gấp hiền, nên họ muốn nói gì nói, chứ thiện am có phân biệt ai đâu. Đúng rồi, thiện am không phân biệt ai hết á. Thiện am không phân biệt ai cả, không có cái suy nghĩ, không có cái từ điển hội nhóm, phe nhóm gì cả. Ai họ cũng bình đẳng hết, ai đến họ cũng đón tiếp cả. Xin thưa là như vậy. Chứ họ không có phân biệt phe nhóm nha. Trời ơi là trời. Chọc cho người ta đưa ra bằng chứng, chọc cho người ta đi xác minh. Giống như ông Lâm Gâu đó, ông xác minh, ông đưa ra bằng chứng thì nói là lôi thiện am vào thị phi. Nhưng bản chất là cái người lúc đầu tiên lôi người thiện am vào thị phi không phải là Lâm Gâu, mà là bản thân là những người khác đi du họa cho ổng, đi nói ổng thế này thế kia vân 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 vân, buộc lòng ổng phải đi xác minh và phải đính chính cho bản thân mình. Công ăn việc làm ta mà trời, còn gia đình của người ta nữa chi. Phải đính chính, mà đính chính thì phải có dính tới thiền am. Cái bắt đầu lên chửi, Lâm Gâu nó lâu người thiền am vô thế này thế nọ, nó hại người thiền am tào lao không.
Mà bản thân lúc đầu câu chuyện cái người lôi vào thì không bao giờ thấy những cái người phản bác giống như thị Lan Phan gì nè. Không bao giờ thấy cô đi phản bác những cái người đó. Rồi xong rồi người ta đi đính chính bảo vệ cái bản thân của người ta, danh dự uy tín, công ăn việc làm kinh tế của người ta. Thì cái cô qua cô chửi. Làm ơn làm phước cô đừng vào kênh của Việt Lê nữa, cô thị Lan Phan. Mà công cờ lê của Việt Lê làm việc nữa mệt. Rồi làm việc cái ẵng cái chửi cờ lê của Việt Lê à. Vô kênh của Việt Lê bị cờ lê nó ẵng. Tại vì nói chuyện tào lao nó người ta mới ẵng. Nói chuyện mà không bao giờ xem xét. Nói chuyện mà không bao giờ có một cái định hướng gì mà gọi là nghe lắng nghe chân á. Chỉ muốn vô bảo vệ cái thần tượng của mình thôi à. Thần tượng của quý vị chứ không phải thần tượng của Việt Lê này đâu mà. Quý vị đội lên đầu chứ bị bắt, quý vị đội lên đầu xong rồi bắt Việt Lê này đội theo hả? Quý vị đội lên đầu rồi bắt khán giả của Việt Lê đội theo à? Thần tượng là thần tượng của quý vị thần tượng. Chứ không phải là khán giả của Việt Lê thần tượng, chứ không phải là Việt Lê này thần tượng. Trời ơi. Hợp lý không quý vị? Hợp lý cho số 1 quý vị. Nó hơi căng quá. Uống miếng nước cho hơi bớt căng ơi. Chào chị Dung Cao. Đúng không? Ngủ chưa hết rồi hả? Cả nhà đâu rồi? Cảm ơn chị Bình Thị. Cảm ơn chị Bùi Thị Kim Trâm Nguyễn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì đó, những gì mà Việt Lê chia sẻ về cái câu chuyện của Tú đang gặp nguy hiểm là như vậy á. Chuyện nào cũng là đối diện với tử thần hết á. Tú nên cẩn thận nha. Đó. Chỉ mong Tú cẩn thận hơn, đừng dính vào những cái thị phi tào lao, mà hãy tập trung về cái vấn đề của mình, bảo vệ, lo mà đi tập trung để mà bảo vệ bản thân mình. Thấy tình hình là gặp nguy hiểm căng rồi đó. Ok, thì tao cũng đang tính xuống live đây. Trước khi xuống live thì quý vị ơi, cho Việt Lê nói cái này, Việt Lê vẫn còn đang bán tinh dầu nước hoa nha. Nhân dịp Tết đến xuân về có ưu đãi rất là đặc biệt cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ với Việt Lê qua số điện thoại 0327307925 0327307925 để quý vị có thể là mua tinh dầu nước hoa của Việt Lê dùng thử. Thì tinh dầu của nước hoa của Việt Lê thì nó thơm, rất là thơm. Cái thứ hai nữa là nó rất là đã khi mà sử dụng, có thể là cái cơ thể mình lúc nào cũng có mùi. Đó, mùi thơm nha chứ không phải có mùi kia nha. Có một cái mùi thơm loang thoang thoảng đó. Thì tinh dầu nước hoa của Việt Lê là một chai 199.000, phí ship 35.000 đồng. Còn nếu mà quý vị mua 2 chai thì miễn phí ship. Mua 3 chai chỉ còn 189.000 trên một chai. Mua 5 chai chỉ còn 179.000 trên một chai. Mua 10 chai thì chỉ còn 169.000 trên một chai. Đó là ưu đãi cho quý vị khán giả nha. Cái gì ạ? Căng. Chàng ơi khổ quá chừng khổ luôn rồi. Sao khổ giờ chị Mimi chặt? Có gì mà khổ dữ vậy? Sao khổ thế? Có chuyện gì? Buổi trưa ít khán giả quá. Dạ chị. Nói chung là mọi người dạo này đang chán á. Người ta chán với cái thế thái nhân tình á. Người ta không muốn coi nữa. Người ta đang nản luôn á. Việc Lê này làm YouTube Việc Lê còn nản không chỉ là khán giả. Thiệt. Không phải nản gì ít view, mà nản về cái sự mà gọi là thế thái nhân tình. Làm trên mạng xã hội mà cứ muốn người ta đi tù không mà thiệt chán. Tôi mua một chai dùng thử đã. Ok, chị có thể liên hệ với em, chị đi chị Quỳnh Thị 0327307925. Đây em đăng cái số điện thoại, đó là Zalo Viber của em luôn á.
Đây số điện thoại của em đây, cứ mua một chai tinh dầu nước hoa dùng thử đi chị. Một chai là nó bao nhiêu mil quên bà nó rồi, không có đem chai nước hoa ở đây nữa. Tinh dầu nước hoa nha, cái này là tinh dầu chứ không phải là cái chai nước hoa xịt xịt, cái này là tinh dầu đậm đặc hơn nước hoa rất là nhiều. Rồi bây giờ thì em cảm ơn cả nhà của chúng ta đã ủng hộ cái buổi live trưa này của Việt Lê, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh Việt Lê Cuộc Sống Đẹp cũng như là Việt Lê Nhật Ký Đẹp, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Việt Lê với Thành Bo, đứa nào lớn tuổi hơn không biết luôn. Cái này Việt Lê không biết nha. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye, hẹn gặp lại.